âm mưu rửa tội cho Phan Huy Quát. Phan Huy Quát tất nhiên là anh của Phan Huy Lê. Đấy. Như vậy thì ông Phan Huy Lê này trước đây là ổng là trong ban viết sự ban lịch sử của nước của nền của cái nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì trong đó thì anh cái bài đó thì anh Nguyễn Hưng anh viết như sau: việc lấy tên Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký làm tên đường rồi đặt ngang hàng với những anh hùng của dân tộc Việt Nam của một thành phố trong thời gian vừa qua mới đây là đề xuất của tỉnh Gia Lai, một hành động không những bôi đen phản bội lịch sử của dân tộc mà còn là làm cách làm cực kỳ phản giáo dục, đi ngược lại truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Đó. Thì qua cái một đoạn đầu thì cho chúng ta thấy rằng có những kẻ hiện nay đã lấy cái tên Phan Thanh Giản và Trương Vĩnh Ký làm cái tên đường đặt ngang với những anh hùng dân tộc của Việt Nam, một số trong tỉnh, trong đó là có tỉnh Gia Lai. Như thế thì Trương Vĩnh Ký thì các anh các chị không biết là có những người người ta chưa biết, và có những người ở trong thời buổi hiện nay thì người ta đã biết, quá biết. Tên Trương Vĩnh Ký này là có quân chương anh dũng bùi tinh mà được đế quốc Pháp mà nó phong tặng. Thì thử hỏi một con người như Trương Vĩnh Ký thì các anh các chị và các bạn, các những người trên cộng đồng mạng chúng ta biết rồi, có những kẻ làm tay sai cho đế quốc thì được cái quân chương anh dũng bội tinh, và cái anh dũng bội tinh này không phải ai cũng có nha. Thì từ một cái việc làm đó, chúng ta sẽ xét qua những cái chỗ ngay cái tỉnh Gia Lai mà cái chỗ mà lấy cái tên đường ở Trương Vĩnh Ký hồi trước đây đó, hồi cái phong trào mà cái thời điểm trước đó, thì rõ ràng là cái tên Trương Vĩnh Ký này phục vụ cho phụng thờ cho một cái đế quốc, mà đế quốc trước đây là đế quốc trước cái thời kỳ Nguyễn Văn Thiệu. Đấy. Như vậy thì ngày hôm nay các ông mà tỉnh Gia Lai ông lấy một cái tên đường Phan Thanh Giản Trương Vĩnh Ký, thì tự hỏi bây giờ chúng ta còn cái gì để nói lên cái lịch sử. Và cái tên Trương Vĩnh Ký này thì rõ ràng là quân chương anh dũng bộ tinh là đeo trên những cái bề đai trên mình đầy người là của đế quốc. Như vậy thì hắn ta có công gì với đất nước ta mà gắn cho hắn một cái tên đường Trương Vĩnh Ký, phải không các anh chị? Và ở nơi đó đó còn có nhiều những anh hùng của dân tộc. Tôi tin rằng cái tỉnh Gia Lai sẽ có nhiều cái anh hùng trong thời kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chứ chẳng lẽ không có cái tên đường nào, không có cái tên nào để đặt cho cái tên đường đó mà phải lấy cái tên của Phan nhà Trương Vĩnh Ký mà gắn vô đó, phải không? Do đó mà cái đoạn đầu của anh Nguyễn Hưng anh viết ra về cái chỗ chống xét lại lịch sử đó, mà rõ ràng là đây là chỗ bôi đen lịch sử với cái truyền thống của ông cha của chúng ta hiện nay mà được nhân dân ta tôn kính. Nhưng còn tên Trương Vĩnh Ký này đó rõ ràng là làm tay sai cho đế quốc. Như vậy thì cũng đặt tên cái đường Trương Vĩnh Ký, mấy ông ở tỉnh Gia Lai nghĩ gì về trong cái giai đoạn đó? Đó. Tiếp tục, chúng ta vẫn luôn dạy con cái học tập tinh thần yêu nước của cha ông trong suốt 4.000 năm lịch sử. Vậy mà những kẻ đã từng đang tâm cắt đất cầu viện ngoại bang bám đích thực dân như Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký, Mạc Đăng Dung rồi lại được mang ra thờ phụng và đặt tên đường, liệu mai sau con cháu hỏi chúng ta phải trả lời sau đây. Như vậy thì những người mà đi trước của chúng ta đó, còn sách sử còn để lại những cái tên như là Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký, Mạc Đăng Dung giờ lại được mang ra để phụng thờ.
cũng tờ đặt tên cái đường, đặt tên cái đường đó. Mà mấy ông, nếu như mấy ông đặt tên như thế này đó, đặt tên một cái tên đường đó, để cho tên đường đó, đó cho người ta có cái truyền thống lịch sử đó, thì nè, nè, để Trương Vĩnh Ký, cái đường Trương Vĩnh Ký tên này đập thờ, phụng thờ đế quốc đấy, phải thêm vô như vậy đó, nhân dân người ta mới chịu lận, phải không? Phan Đăng Mạc Đăng Dung rồi đó, là phải nói là những cái tên này. Chào Châu Bùi nha, chào Lê Điệp, chào Diệu Pháp Thái, chào tất cả các anh các chị và các bạn ở đây. Nếu như mấy ông muốn đặt cái tên đó, nhân dân người ta đồng tình, người ta đồng tình là người ta đồng tình như vậy đó. Mấy ông đặt cái tên Trương Vĩnh Ký là tai phụng thự thờ giặc, hại nước là đế quốc Pháp, coi như là làm việc cho đế quốc Pháp, làm việc cho tay sai, thì có thể nhân dân người ta đồng tình. Còn ở đây mấy ông để ông, mấy ông gắn như trong đó không có ai có ý kiến gì, thì rõ ràng là ở đây những người dân ở đó người ta không biết, phải không? Nếu các ông muốn đặt cái tên đường mà mấy ông muốn gắn vào trong đó nó đi liền với lịch sử, thì mấy ông phải viết như vậy đó. Trương Vĩnh Ký là tên thờ giặc, bảo ngoặc ra đặt cái đường đó là tên thờ giặc, đó là mấy là đúng về lịch sử. Rước voi về mà tổ là nó đó, mấy anh đó đó. Tiếp tục, bán nước tôn vinh giặc là hành động yêu nước và đáng được trân trọng. Bó tài yêu nước, hai giặc đến nhà phải dâng hết đất cho chúng để khỏi đổ máu. Rồi Ngô Đình Diệm cũng yêu nước theo một cách riêng của ông ta. Nếu chúng ta tìm lại lịch sử thì thấy sau 75 hàng loạt tên đường, trường học của chế độ Ngụy Sài Gòn cũ mang tên những nhân vật này đã bị chính quyền địa phương sau giải phóng gỡ xuống và thay mới bằng những tên khác. Xong, không hiểu sao hàng loạt cuộc hội thảo đình đám với mục đích thay đổi lịch sử, hòng rửa mặt rửa tội cho công nhận chế độ Ngụy Sài Gòn, thì những nhân vật này lại được đem ra bàn luận và cuối cùng chúng được rửa tội mà tòn. Giờ đây những kẻ đã từng bị coi là bán nước cầu dinh lại được đúc tượng thờ cùng cúng và làm lấy tên làm đường, liệu đây có phải là âm mưu được sắp đặt từ trước cái gọi là sự kế thừa văn hóa lịch sử chế độ Ngụy Sài Gòn, còn mà nhóm những kẻ đang nhân danh là khoa học, giáo sư sử học kia mong muốn? Nếu đúng vậy thì đây là bước tiên cực kỳ quan trọng trong việc tìm cách để rửa tội cho Phan Bui Quát, là kẻ đã từng đón rước Mỹ vào xâm lược nước ta. Lúc này việc Phan Bui Quát bắt tay với ngoại bang chả khác gì là tinh thần yêu nước theo cách riêng của chúng, bởi nhẽ việc công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia đồng nghĩa với Phan Bui Quát đang làm tròn bổn phận của một công dân trong chế độ Ngụy Sài Gòn cũ. Nhất là tất nhiên Phan Bui Quát lúc bấy giờ sẽ từ một thằng tội đồ bán nước trở thành anh hùng. Đấy, các anh các chị thấy không? Rõ ràng là tên Phan Bui Quát thì anh em với Phan Bui Lơi mà, phải không các anh các chị? Và hắn ta cũng được cải tạo đâu đó đàng hoàng ở trong cái chế độ của chúng ta sau khi mà 30 tháng 4 giải phóng. Như vậy thì tất cả những người này, nhưng mà ngay cái chỗ thủ tướng đó nè, tướng của Phan Bui Quát là tướng của cái chế độ Ngụy Quân Ngụy Quyền đó. Như vậy thì chính ngày hôm nay mà có những người, cái những tỉnh mà đã đưa lên những cái con đường mà như tôi nói hồi nãy, như anh Nguyễn Hưng anh đưa ra đó, như tôi nói hồi nãy đó với các anh các chị đó, thì gắn cho tên đường của những kẻ bán nước cầu dinh, và hôm nay đã được là gắn vào trong đó những cái mà nhân dân Việt Nam lên án, và những cái việc làm đó mà để cho sau này con cháu của chúng ta không biết họ là ai.
nhưng mà chỉ có để tên đường để nhớ đời. Thì các ông làm, tôi nói là làm như thế nào đó là hợp lòng dân, làm như thế nào đó để cho dân biết. Thì các ông mới, đó là một người, con người là phải viết sự chín chắn và chép sự chín chắn, hoặc là đặt những cái tên đường chín chắn là để như vậy đó. Là Trương Vĩnh Ký là những cái tên đó, thì phải để là đây là những cái con đường mà tên này hồi trước đây là làm tay sai bán nước cầu Vinh. Như vậy nó mới gọi là lịch sử chứ. Còn rõ ràng hiện nay mà mấy ông đưa lên, mấy ông không nói gì hết, thì ở đây chỉ có rửa mặt cho ngoại quan thôi, chứ có làm gì nữa, đúng không? Mấy ông cố tình để rửa mặt cho ngoại quan. Và trong khi mà ông Phan Huy Lê ông bỏ đi cái cụm từ ngụy quân ngụy quyền, tức là ông anh của ông trước đây là làm thủ tướng cho đế quốc, nói rõ cho các anh các chị và các bạn biết luôn. Cho nên nó ở ngay cái chỗ mà ông Phan Huy Quát đó, là ông làm như vậy, là ông ở trong cái chế độ đó. Thì ông Phan Huy Lê là ông ở trong cái chế độ xã hội chủ nghĩa, ông bỏ đi cái cụm từ ngụy quân ngụy quyền, tức là ông rửa mặt cho anh ông, để cho con cháu chúng ta. Ông lợi dụng và ông đang đứng trong cái lịch sử này, ông đang đứng trong cái hàng ngũ mà lịch sử Việt Nam. Cho nên ông bỏ đi cái cụm từ ngụy quân ngụy quyền để ông rửa mặt trong dòng họ của ông, để sau này không có phải là tội đồ của dân tộc. Và rõ ràng trước hết là ông ta đã bỏ đi cụm từ ngụy quân ngụy quyền, là rõ ràng ông đứng ra là ông rửa mặt cho cả một cái chế độ ngụy quân ngụy quyền, không có còn chạy chối đường nào hết. Rồi thêm một cổ xí, thêm một cái bè lũ để là xóa mờ đi lịch sử. Và trong này nó có rễ, có gốc, có nguồn của ngạnh. Tức là ngay chỗ ông Phan Mạnh Hà, ông Nguyễn Mạnh Hà là thầy học trò của ông Phan Huy Lê. Học trò ông Phan Huy Lê, thì ông Phan Huy Lê là ông trong ban viết sử này. Ông chết đi rồi thì ông Nguyễn Mạnh Hà lên thì làm như thế nào đó để thực hiện theo cái mưu đồ của ông thầy của ông. Nó vẫn bây giờ vẫn gọi là thầy Phan Huy Lê, mà là tôi nói với ông Nguyễn Mạnh Hà đó. Ông viết, ông chép lại lịch sử của Việt Nam, ông chép cho dân tộc Việt Nam, chứ không phải là ông chép cho ông Phan Huy Lê. Mà trong đó ông Phan Huy Lê là có một cái tội đồ để rửa mặt cho cái bọn ngụy quân ngụy quyền, tức là trong đó có anh ông, đúng không? Cho nên cái truyền kiếp này nó ăn rễ, ăn gốc, ăn sâu, và bắt đầu là có những tay nồng trong cái đám viết sử này cũng là thân nhân với tên Trương Vĩnh Ký và dòng họ của những cái người mà đã có tên ngay từ đầu đó. Phan Mạc Đăng Dung, Phan Thanh Giảng đó. Là trong cái ban viết sử này nè, rõ ràng là có dòng họ hoặc là thân cận gì với những người đó. Cho nên đó, lấy một cái tên đường, lấy một cái tên đợi rồi bôi đen cái số phận của đất nước ta. Có một cái thời đại mà chúng ta đã từng chống nó, là dân tộc ta đã đổ xương đổ máu gì nọ, phải không? Do đó đó, không có cái gì không thể cả. Tất nhiên là người ta nói, thường thường người ta nói là mượn qua cúng Phật là ở chỗ này. Ở trong cái chế độ của chúng ta, mấy ông, mấy tay viết sử, chép sử này đang ở trong cái chế độ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì ở trong này mấy chả nghĩ rằng mấy chả là những cái qua mà đã và đang được nhà nước ta trưng dụng, thì mấy chả muốn rửa mặt cho ngoại bang, thì mấy chả lấy cái qua của mấy chả mới gắn vô trong này để khỏa lấp đi những cái việc làm mà bị ổi của những tay đã và đang được lấy tên và gắn được. Đấy, như thế thì rõ ràng là nó có dây mơ rễ má trong này không? Trong cái ban viết sử này, tôi hỏi các anh các chị và quý vị các anh chị trước đây và những người lớn tuổi trước đây đó, có những người làm tay sai cho đế quốc hiện nay được gắn tên đường? Tôi nói cái dân tộc Việt Nam mình thiếu gì cái tên đường để gắn, đúng không? Những anh hùng liệt sĩ của chúng ta biết bao nhiêu, nhiều lắm. Và vẫn mấy ông này vẫn là vận dụng cho những cái gì đó nó đã qua. Mà cái đã qua này đó là nó không đáng có ở trên cái xã hội chúng ta hiện nay.
Như vậy thì anh Nguyễn Hưng anh đưa ra những cái việc làm mà rất là đích thực trong cái dân tộc ta. Anh chỉ ra những cái mà chúng ta đang lên án trong cái việc này đó. Thì tiếp tục khen các anh chị, nếu đúng như vậy thì đây là hành động cực kỳ nham hiểm của bầy ngụy sử như Phan Huy Lê. Chúng ta thay vì lặng lẽ chấp nhận thì hãy mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên án việc đặt tên đường với những nhân vật này, kẻo không một ngày nào đó chính chúng ta phải ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa khi thấy tượng đài Phan Huy Quát, thậm chí cả tượng đài Ngô Đình Diệm ngay trong đất nước của mình. Có không? Anh Nguyễn Hưng đã đưa ra cái những cái chi tiết này cũng có thể. Bởi vì ở đây tôi chứng minh cho các anh các chị thấy ở trên cái nhóm đảo Hoàng Sa Trường Sa đó, có những tay ra ngoài đó đã cầm bia tưởng niệm những 74 thằng lính Việt Nam Cộng Hòa ngoài đó rồi. Đúng không? Đã có rồi. Đã gắn cái cờ ba que viết tên những thằng đó vô trong đó rồi. Đấy, mà cũng là cấp lãnh đạo đó. Thì ở đây tôi hỏi các anh các chị, những cái rút mắt này đối với cái dân tộc này, người ta đã chia, người ta đã tách rời nó ra khỏi cái chế độ xã hội chủ nghĩa rồi. Bởi vì đó là những kẻ tay sai, mà những kẻ tay sai mà làm nô lệ luôn, nô lệ để được là ban ơn bằng một cách là lãnh lương về nuôi cả gia đình của họ trong thời điểm đó. Thì ở đây có hắn, những cái tên này có cái lịch sử gì ở trong cái dân tộc ta? Như vậy thì biểu nhân dân người ta đừng có lên án, đừng có phở lên những cái việc làm mà nói cho đúng hơn, nói theo cái thiếu tướng Trần Ngọc Thổ là mất dạy. Nói theo cái lời của thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, những người mà mất sửa đi cái lịch sử của dân tộc, những người mà làm xóa mờ đi cái lịch sử của dân tộc là những người mất dạy. Để gì? Để cho chúng có một cái lợi tư lợi riêng nào đó mà hiện nay giờ đã và được, đã được sửa, đã sửa và được những gì ở phía sau của bọn chúng. Như vậy thì ở chỗ, ngay cái chỗ lịch sử và lịch sử truyền thống của dân tộc, chứ không phải là lịch sử của những người đã và đang viết sử, chép sử. Lịch sử thì phải viết cho nó đúng, cho nó ngay hàng, chứ không có nghĩa là bẻ công dùng cái ngòi bút của mình. Mà toàn là hiện nay tôi nói hình như là không phải là hầu hết nha các anh các chị, nghe nói tới giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ rồi, mà trong cái thời buổi này nè, có một nhóm người phó giáo sư tiến sĩ gì đó, có một nhóm người đó, mà hiện nay đã và đang muốn rửa mặt cho ngoài bàn. Thì như vậy trong cái xã hội của chúng ta còn tin ai trong cái việc làm đó? Đấy, cũng là giáo sư tiến sĩ phó giáo sư không? Hỏi các anh chị chứ, được đào tạo, được nhà nước ta đưa đi cho đào tạo học hàm học vị phó giáo sư tiến sĩ được không? Rõ ràng đó. Như vậy thì qua một cái quá trình mà đấu tranh giải phóng dân tộc, nó đã rất nhiều thời gian và mất mát cũng rất là nhiều. Con người mà anh dũng đã đấu tranh để là cầm súng bảo vệ tổ quốc, để đánh đuổi đế quốc ra khỏi nước nhà, thì hiện ngày giờ này dân tộc ta có những con sâu đang làm xóa mờ đi lịch sử, gặm nhấm lịch sử của nước nhà, cho nó quên đi những cái tội đồ của dân tộc ở trên cái đất nước ta hiện nay. Mà rõ ràng là trong cái ban viết sử hiện nay, mà trong cái ban viết sử đó có một số người như thế, Nguyễn Mạnh Cường, Vũ Minh Giang, Trần Đức Cường, xin lỗi mấy anh chị, Trần Đức Cường, Vũ Minh Giang, Nguyễn Mạnh Hà,
Như vậy thì trong cái số này, trong đó có ông Dương Trung Quốc. Thì thử hỏi bây giờ các cái cấp lãnh đạo của chúng ta thấy điều này hay không? Tôi tin rằng các cấp lãnh đạo của chúng ta có những người cũng có thể là trong cái nhiệm kỳ mới này làm như thế nào đó cần phải độ chỉnh đốn lại trong cái ban viết sử này như thế nào mới được, chứ không có để là trong cái ban viết sử mà lấy cái tên đường như là ở Gia Lai, như ở chỗ anh Nguyễn Hưng này đưa ra nè đó. Nè, việc lấy cái tên Phan Thanh Giảng nè, Trương Vĩnh Ký làm tên đường, rồi đặt ngang hàng với những anh hùng dân tộc Việt Nam của một thành phố trong thời gian nhiều qua, mới đây là đề xuất của tỉnh Gia Lai, là một hành động không những bôi đen phản bội lịch sử dân tộc mà còn là cách làm cực kỳ phản giáo dục, đi ngược lại truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta ở tỉnh Gia Lai, lấy ba cái tên đường đó. Như vậy thì tôi mong rằng nhà nước ta, các cấp lãnh đạo phải soi sáng cho nó kỹ ở trong cái chỗ tỉnh Gia Lai này, việc làm đó đúng hay không, những người cầm viết để đề nghị gắn cái tên đường đó đúng hay không đấy. Bởi vì dân người ta đó, nhà nước ta làm thì nhân dân người ta rất là ủng hộ trong cái vấn đề. Những cái việc làm mà của các cấp lãnh đạo cấp trên đưa ra, bao giờ người dân người ta cũng chấp hành tuyệt đối. Bởi vì đất nước Việt Nam có lực pháp, có đảng lãnh đạo, có một bề dày lịch sử là nhân dân và nhà nước cùng làm. Và từ trước đến nay, vì từ cái thời mà 4.000 năm dựng nước đến bây giờ, cách mạng Việt Nam là cách mạng từ nhân dân mà ra đó. Còn cái quan điểm tư tưởng đúng đắn là của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cái đuốc soi đường để cho Đảng Cộng sản Việt Nam làm theo cái con đường đó, và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thì bao giờ cũng lấy cái đạo đức Hồ Chí Minh là một cái tư tưởng cứng rắn ở trong đó. Và những cái con sâu mà nó đã gặm nhấm vào lịch sử thì nó cũng có một cái quá trình đường dây mơ rễ má của nó ở đó, rồi dẫn đến là xóa đi cái cụm từ nguy quân nguy quyền để cho dễ nghe, dễ nhìn, dễ chấp nhận, rồi bắt đầu là mới gắn tên những cái tên phản bội tổ quốc giờ lấy tên đường. Ở đây nhân dân người ta đồng tình, nếu như cái ông mà tỉnh Gia Lai đó, ổng mà lấy cái những cái tên đường đó thì nhân dân người ta cũng đồng tình nữa. Nhưng mà mấy ông phải để vậy là những cái tên này là những cái tên bán nước cầu dinh đó. Mấy ông đặt cái tên đường đó thì mấy ông phải để là những tên này là những tên bán nước cầu dinh, để cho nhân dân người ta thấy rằng đây là cái con đường này, cái tên này, để cho nhân dân nhớ là bán nước cầu dinh đấy. Chứ không có nghĩa là không có cái truyền thống lịch sử gì ở trong đây, làm tay sai cho giặc, mấy ông để vậy đó. Trương Vĩnh Ký làm tay sai cho đế quốc Pháp, rồi là tiếp theo là những cái tên mà đã được gắn liền ở trong đây thì cứ để làm những tên này là làm tay sai cho giặc, làm tay sai cho giặc. Nhân dân người ta đồng ý. Còn mấy ông để như vậy thì các ông thành đánh lận con đen, để cho dân tộc không hiểu gì và nghĩ rằng những người này có công với nước cho nên mấy ông mới lấy tên được, đúng không? Theo cái xã hội Việt Nam hiện nay, người nào có công với đất nước thì người ta đó lấy cái tiêu chí đó để người ta đưa ra cho công chúng người ta dễ biết, dễ nhìn đó, dễ hiểu trong cái cuộc sống hiện tại của chúng ta hiện nay. Qua đây thì những gì mà anh Nguyễn Hưng đưa ra tôi cũng đồng quan điểm với anh trong cái điều mà anh đã đưa ra trong cái việc làm này, và với anh chị em của chúng ta trên cái tinh thần mà đấu tranh để chống xét lại lịch sử là một cái điều rất cần làm, mà nhân dân Việt Nam của chúng ta nó bao giờ cũng tôn trọng lịch sử. Tôn trọng lịch sử thì không thể rửa mặt cho ngoài ban một cách
là đánh lận con ren. Rõ ràng là mấy ông đưa cái mấy cái tên này lên trên gắn tên đường là mấy ông đang đánh lận con đen, đang đánh lận cái suy nghĩ của các ông với một cái dân tộc này. Các ông có tội lớn đó. Do đó đó, ông nào không biết thì dùm ơn lật lại cái lịch sử để rồi muốn gắn tên đường gì đó. Các cấp lãnh đạo nào đó, ông lãnh đạo nào mà ở cái trong cái tỉnh Gia Lai đó, dùm ơn nhìn lại trong cái vấn đề đó. Mà nếu như mấy ông cố tình thì mấy ông cũng đang đã và đang nằm trong cái băng cùng dây mơ gãy má với mấy ông đang chép viết lại lịch sử này chứ không ai khác. Phải không? Chào Nguyễn Liên nha. Chào Đồng Cảnh. Do đó mà mấy ông mà nếu như những việc làm mà của các ông đưa ra cho dân công chúng, đưa ra dân tộc, thì các ông phải nhìn lại coi dân tộc Việt Nam này người ta có đồng ý hay không đó. Mà mấy ông cũng thừa khả năng biết là những gì mà đi ngược lại lợi ích của dân tộc là không bao giờ dân tộc Việt Nam đồng ý. Mấy ông phải hiểu điều đó chứ. Bây giờ mấy ông làm cho dân tộc mà, chứ đâu phải là làm cho ai khác. Mà trong cái việc làm này thì nói ngay cái chỗ mà ông Nguyễn Mạnh Hà trên cái tinh thần đó. Thì ông Nguyễn Mạnh Hà là học trò của ông Phan Huy Lê. Mà ông Phan Huy Lê đó là đã và đang một cái bông hoa nằm trong cái nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mà muốn rửa mặt cho ông anh của mình là Phan Huy Quát là làm thủ tướng của chế độ quy quân quy quyền. Có phải ở đây ông lấy cái quà của ông gắn lên trên cái bàn thờ để ông cúng Phật rồi ông rửa mặt cho ông anh của ông là để cho ông quả lấp về trong cái dân tộc này hay không? Là ngay chỗ Nguyễn Mạnh Hà. Nhân dân người ta hỏi ông thì chứ bây giờ ông viết sử cho dân tộc hay là ông viết sử cho Phan Huy Lê? Đấy. Như vậy thì đã qua một cái quá trình xào trẻ đó thì ông Phan Huy Lê ông vẫn nằm ở trong ban viết sử. Rõ ràng là có một cái con sâu ở trong ban viết sử nước nhà chứ còn gì nữa. Thấy không? Từ cái cơ sở này và nhân dân đã người ta đã đấu tranh rất lâu. Sau khi mà ông Phan Huy Lê ông bỏ đi cái cụm từ quy quyền là nhân dân đã sôi sục lên trong cái vấn đề này. Sau đó thì thời gian sau là ông ta đã đi về địa phủ, rồi bắt đầu là để lại một đời hậu thế là ông Nguyễn Mạnh Hà, Vũ Minh Giang, Trần Đức Cường. Đó là trên cái cục diện mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta là cái bọn mà tay sai bán nước Việt Nam Cộng Hòa là cái bọn quy quân quy quyền. Nhân dân người ta ở đây người ta đấu tranh ngay cái điểm này là đúng chứ đâu có sai đâu. Mà mấy ông cố tình, mấy ông ngồi trong đó, mấy ông lèo lái cho bằng được để sửa được khúc nào thì hay khúc nấy, chuyện đó không đúng đâu. Lịch sử nước nhà phải trong sáng mà có thật trên những cái cục diện của nó từ năm 1955 đến 75, 54 đến 75 thì mấy ông phải có cái cụm từ quy quân quy quyền ở trong đó cho nó rõ ràng. Nếu như các ông đã bỏ đi cái khoảng thời gian đó thì các ông đã có tội với dân tộc, có tội với tất cả những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì cái độc lập tự do. Tôi khẳng định với mấy ông như thế. Và nhân dân người ta nói lên đây, cái tiếng nói của người dân người ta phản ảnh là đúng chứ không sai. Tôi xác định như vậy. Bây giờ rõ ràng chứ còn gì nữa. Thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cái mấy ông học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mấy ông làm được cái gì trong đây? Mà mấy ông còn cho rằng là nó quá cũ và là cái thế này thế nọ từ lưa tùm lum trong đó. Không được đổi mới, đổi mới thì đổi mới, tất cả những cái gì cũng đổi mới hết, nhưng lịch sử không có cái quyền đó. Và người dân hiện nay người ta cũng rất hiểu trong cái việc đường lối đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh như thế nào. Mà nói đến Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện nay, đứa con nít nó vẫn còn biết cái đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chứ đừng có nói tới cái mấy ông mà mấy ông đã và đang học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hàng ngày hàng giờ. Phải không? Mấy ông sợ gọi lại bản thân mình là học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hàng ngày hàng giờ. Từng đảng viên phải biết được cái điều đó
phải trân trọng được cái điều đó. Không có nghĩa là các ông Đào Thắm Lương nha, các ông mà muốn làm theo cái ý nguyện của mình để làm đi một cái để làm lu mờ một cái gì đó để được hưởng lợi cho cá nhân mình, các ông dựa trên cái tinh thần của dân tộc mà các ông đem lợi về cho cá nhân mình là các ông đi ngược lại đường lối chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước đề ra, mà đi lệch theo cái tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Tôi nói mấy ông mà những người mà đang mà làm sâu dân một nước mà trong cái chế độ xã hội chủ nghĩa là các ông phản bội lại với dân tộc mình, phản bội lại với những người đã ngã xuống, chứ không phải là cái cuộc chiến tranh mà giải phóng dân tộc từ trên trời rơi xuống đâu. Máu đổ thành sông đó, máu chảy thành sông mà xương chất thành núi là ngay chỗ đó. Mà cái ngày độc lập thống nhất dân tộc đến ngày hôm nay, các ông chỉ có ra công để xây dựng và dung đắp xây dựng cho một cái nền tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bền vững, mà các ông đã làm đi lung lay trong vấn đề đó thì người ta gọi mấy ông là sâu bọ thì là đúng chứ còn còn gì nữa, phải không? Nhân dân người ta nói mấy ông là sâu bọ là đúng chứ còn gì nữa, gặm nhấm trong cái lịch sử của nước nhà là sâu bọ chứ còn gì nữa. Mà đã là từ khi mà bỏ đi cái cụm từ nguy quân nguy quyền đến nay là nó xảy ra rất là nhiều công việc, và ở những chỗ đó là toàn là những học trò của Phan Huy Lê. Như vậy thì mấy ông nhìn lại mấy ông thứ coi mà là mấy ông được công chúng, dân chúng hiện nay người ta nghĩ gì về mấy ông. Như trước đây là chúng tôi đã thường đưa ra những cái câu mà rõ ràng như ông Dương Trung Quốc ông nói đó. Pháp nó mượn đường, nó mượn đường Việt Nam để nó tấn công Trung Quốc đó. Các ông có nghe được không? Tôi cũng ban cái trong ban viết sử của các ông đó. Chào Thanh Lương nha. Ông nhìn lại đi. Nó mượn đường nó tấn công Trung Quốc mà không biết nó mượn đường, nó mượn đường được bao lâu mà chưa thấy nó tấn công Trung Quốc mà thấy nó là đè đầu cởi cổ của dân tộc này trên 100 năm, gần 100 năm. 100 năm. Ông chứng minh rằng ông Dương Trung Quốc, ông chứng minh rằng thằng Pháp nó mượn đường nó tấn công Trung Quốc là nó tấn công ở chỗ nào đâu mà ông lên ông chứng minh cho dân tộc Việt Nam là hiểu được cái vấn đề đó. Đào Mỹ Châu. Đấy. Rồi là bỏ đi cái cụm từ nguy quân nguy quyền của ông Phan Huy Lê thì cho dễ nghe dễ nhìn dễ chấp nhận, tránh đi miệt thị. Các ông bỏ từ đó là các ông chà đạp lên những anh hùng liệt sĩ của dân tộc, những cái người mấy ông đứng đạp lên trên cái nghĩa trang, tất cả nghĩa trang các tỉnh của đất nước Việt Nam này, mấy ông đạp lên xương máu của những người liệt sĩ đã ngã xuống. Tôi nói cho mấy ông biết. Mà rõ ràng ở đây mấy ông nghĩ rằng trong cái đầu óc của mấy ông là mấy ông nghĩ rằng nó như vậy thôi, chứ còn thực chất ra là nó sẽ rất là rộng trong cái việc mà bỏ đi cái cụm từ nguy quân nguy quyền. Và ông Nguyễn Mạnh Hà hiện nay còn nói là thầy Phan Huy Lê, cái tư tưởng của thầy Phan Huy Lê như thế. Tôi hỏi mấy ông nè, tôi hỏi các cấp lãnh đạo nè, tôi hỏi luôn Bắc Trọng nè, những thằng như cái tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh mà Bác Hồ nói đó như vậy đúng hay sai? Và những cái người mà đã và đang viết sử này học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mấy ông này học được cái gì rồi? Tôi nói bỏ đi cái cụm từ nguy quân nguy quyền là cả một cái cơ đồ của mấy ông là đã sắp bị dẹp. Đấy. Bởi vì nhân dân người ta đâu có đồng tình. Và trong thời điểm đó thì thực hiện theo cái lời di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh là năm 68 qua năm 69 đánh cho Mỹ Cúc, đánh cho người nhà thì cả nước rầm rập lên đường để một ý chí để đánh cho Mỹ Cúc, đánh cho người nhà. Đến ngày hôm nay như vậy là các ông bỏ đi cụm từ nguy quân nguy quyền cho dễ nghe dễ nhìn và dễ chấp nhận. Tôi hỏi mấy ông cái dễ nghe dễ nhìn dễ chấp nhận mà những người liệt sĩ đó nó đã là đánh với ngụy quân ngụy quyền ở trong thời điểm đó thì càng hàng ngàn hàng vạn nghĩa trang liệt sĩ nó nằm ở đây nè. Mấy ông đánh lần con đen để rồi mấy ông làm cho cái rửa mặt cho ngoại bang để cho nó sánh vai cùng với dân tộc,
cái nào ra cái nấy chứ, ngụy là ngụy chứ, sao mấy ông bỏ được cái tư tưởng đó, đúng không? Do đó đó, những con người hiện nay mà đã và đang ở trong cái ban viết sử này nè, chép lại lịch sử này nè, mấy ông chép cho dân tộc chứ không phải là mấy ông chép cho ông Phan Huy Lê. Tôi nói cho mấy ông hay vậy đó. Ông Nguyễn Mạnh Hà là một đại tá phó giáo sư tiến sĩ gì đó, cũng ăn theo trong cái vấn đề đó, bị học trò mà. Thầy sao trò vậy là đúng không? Người ta nói là đúng quá. Do đó đây biểu người ta thấy sai, người ta nói thì có những kẻ nhảy vô nó nói là chống đảng, chống nhà nước. Đảng không cho phép tất cả những người bỏ đi cái cụm từ nguy quân nguy quyền trong cái cuốn lịch sử nước nhà. Chào Hải Nguyễn, phải không? Đảng đâu có cho phép mấy ông làm mấy chuyện đó đâu. Chừng nào đảng nói bây giờ bỏ đi cụm từ nguy quân nguy quyền thì ở đó nhân dân người ta còn hỏi lại nha. Mà chưa bao giờ đảng cho phép cái vấn đề đó. Mà mấy ông này dựa trên cái áo nè, dựa trên cái ngôi vị, cái ghế của mình. Để rồi là rửa mặt cho ngoại bang. Mà rửa mặt cho ngoại bang thì không có tội nguyện được chứ công chúng. Và sao mà hiện nay không biết, tôi nghĩ hiện nay không biết là cái chỗ mà bác Trọng hiện nay, rồi bác Phúc hiện nay, rồi tất cả những các bác hiện nay như là bác Trọng, bác Phúc và bác Chính thì mới lên đây. Thì mình cũng chưa biết là bác Chính có nắm được cái tình hình này hay không. Và để cho mấy cha mà viết sử này ngồi trong viết sử cho ông Phan Huy Lê thì cái kiểu như là bỏ đi cái cụm từ nguy quân nguy quyền thì sai lệch cái tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thì không nên. Để cho mấy cha này ngồi đây thì chỉ có còn có cái vấn đề là hại đất nước mà thôi. Chào qua Trần. Như vậy mà cái việc làm này là chúng tôi đã đấu tranh rất là lâu rồi, chống âm mưu diễn biến của mình, chống xét lại lịch sử là cái từ nay là cũng hình như là 5-6 năm nay rồi mà vẫn còn chơi chơi, mà tư tưởng này vẫn ông Nguyễn Mạnh Hà vẫn còn cái vấn đề đó. Ông vừa là quân đội nha, đại tá của quân đội, vừa là phó giáo sư tiến sĩ, có hàm có vị đâu đó nghiêm túc đó chứ. Và sao mà cái tư tưởng của mấy ông học tập thơ tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bây giờ mấy ông về mấy ông kiểm tra lại đi, kiểm tra lại coi cái tư tưởng của mình học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đến đâu. Mấy ông tự mấy ông soi xét lại đi, phê bình và tự phê bình, chính bản thân mình phê bình mình thứ cái mình là nằm hiện nay mình nằm ở trong cái thời điểm nào. Chào Nguyễn Hà. Rồi để rồi tất cả những anh chị em mà người ta lên đây người ta đấu tranh vì sao phải bỏ đi cái cụm từ nguy quân nguy quyền, mà trong khi đó thì ông Phan Huy Lê ổng dễ nghe dễ nhìn dễ chấp nhận, mà anh ổng là thủ tướng của Việt Nam Cộng Hòa, thủ tướng của nguy quân nguy quyền là sao? Người ta ở đây dân chúng người ta không đặt ra câu hỏi hả? Bây giờ hai cái ngược nhau nè. Chủ tịch Hồ Chí Minh thì là có một cái tư tưởng đúng đắn nè, kêu gọi nhân dân là đánh cho Mỹ Cúc, đánh cho người nhào. Ông Phan Huy Lê thì bỏ cái cụm từ nguy quân nguy quyền đi, dễ nghe dễ nhìn dễ chấp nhận. Bây giờ nghe ai? Có phải nếu như nghe chủ tịch Hồ Chí Minh thì rõ ràng là dân tộc Việt Nam phải nghe theo chủ tịch Hồ Chí Minh rồi, không còn nghe theo ai khác. Và ông đi ngược lại cái lợi ích của dân tộc, đi ngược lại cái đường lối của chủ trương của đảng, của nhà nước, của chủ tịch Hồ Chí Minh thì ông có phải là đi ngược lại cái dân tộc này hay không? Còn cả một cái tập đoàn ở trong đó có Phan Huy Lê, Nguyễn Mạnh Hà, Trần Đức Cường, trong đó có ông Dương Trung Quốc. Không biết là mấy bác nhà ta có nắm được cái tình hình này hay không? Nhân dân người ta đã 5-6 năm nay người ta vẫn là sâu sục về trong cái vấn đề mà xét chống xét lại lịch sử. Người ta để thắng người ta để là chống âm mưu diễn biến một mình, chống xét lại lịch sử luôn. Và chúng tôi là những người chống xét lại lịch sử trong cái giai đoạn này 5-6 năm nay. Như vậy thì vẫn còn cái tư tưởng nhen nhúm để cho lừa dân, gắn lên những cái tên đường mà để cho lừa dân trong vấn đề đó. Đi ngang hàng dưới, giả sử như thằng Trương Vĩnh Ký đi, xin lỗi mấy anh chị,
Bởi vì mình thì cũng hơi bức xúc một chút xíu là Trương Vĩnh Ký là làm tay sai cho đế quốc Pháp, lên giả sử như gắn một cái tên đường như tên đường Võ Văn Kiệt đi ngang nhau, có phải là tôn vinh cái đế quốc mà ngang hàng với anh hùng và dân tộc không? Đó là chứ còn gì nữa thì ai coi được cái vấn đề đó. Như tôi nói, như ông Phan Huy Lê, ông hạ bệ anh hùng Lê Nhân Tám này. Bây giờ là gắn cái tên Trương Vĩnh Ký ngang cái đường của Lê Nhân Tám đi, có phải là tôn vinh giặc dưới người yêu nước không? Ngang nhau không? Tư tưởng đó tôi nói với mấy ông á, rõ ràng là mấy ông làm đánh mờ đi cái lịch sử để đánh lận con đen, để cho dân hiểu rằng hai vấn đề này nó đồng quá với nhau. Những cái thằng tôi nói với mấy ông biết rồi, những cái thằng mà xét lại lịch sử và những cái thằng được gắn những cái tên đường này, nó sẽ có một cái âm mưu để đồng quá về tầm cỡ để ngang nhau trong vấn đề đó. Ai hiểu được cái gì thì hiểu, không phải vậy chứ. Làm cho lịch sử, làm cho dân tộc mà không có làm được như vậy đâu. Và tôi nói hàng ngàn hàng vạn ở tên đường trên đất nước Việt Nam này, biết bao nhiêu anh hùng, biết bao nhiêu người đã có công với đất nước, sao không gắn được những cái tên người đó? Rồi thêm một cái nữa thì cũng giống như trước đây, như cái chương trình mà áo dài Việt Nam gắn con mẹ Trần Lệ Sưng lên cho nó, Việt Nam này chết hết không có vẻ đẹp nào mà đẹp bằng con mẹ mụ Trần Lệ Sưng. Mà những đó là trong cái giai đoạn đó nó cũng gắn liền với trong cái mấy cha này luôn nè. Anh chào chị Lan Hồ nha. Bây giờ em thì rảnh lúc nào thì em làm lúc đấy. Như thế thì mà bây giờ đó, tôi nói với mấy ông đó, phụ nữ Việt Nam hiện nay cũng rất là nhiều. Và tôi cho là trước đây những cái chương trình đó cho nó là sai lầm đi, đã được công nhân dân là Việt Nam người ta là lên tiếng đi, thì tôi cho cái việc làm đó nó đã qua đi, nhưng nó còn vẫn để lại một cái dấu ấn. Là vì sao ở Việt Nam, phụ nữ Việt Nam quá trời đẹp luôn, mà không có đưa lên mà đưa cái duyên dáng phụ nữ Việt Nam Trần Lệ Sưng trong thời điểm đó. Trời ơi, tôi nói mấy ông này làm thiệt. Rõ ràng là có những cái ngôn từ hoặc là có những cái việc làm mà mấy ông làm mà được nhân dân, không để cho nhân dân yên, mà để cho nhân dân người ta lên, người ta đấu tranh bằng một cách có văn hóa. Và có những người người ta bức xúc, người ta lên người ta chửi nó, người nói sao mà những người đó tự do ngôn luận phát ngôn như thế nào, mấy người ta bức xúc người ta chửi chứ sao. Mấy ông đừng làm, nếu như biết người ta vậy thì mấy ông đừng làm. Mấy ông làm người ta chửi mấy ông, mấy ông nói là lợi dụng là tự do ngôn luận. Phải tự do ngôn luận theo khuôn khổ pháp luật của Việt Nam thì cái chuyện đó là mọi công dân đều có cái quyền bình đẳng như nhau đứng trước pháp luật. Nhưng mấy ông còn ác hơn người ta nữa là gì? Mấy ông đi ngược lại cái lợi ích của dân tộc, đi ngược lại cái sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì các ông còn quá cha ngồi trên pháp luật, đúng không? Người ta là dân, mà nếu như người dân người ta nói sai thì người ta chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn mấy ông nói sai mấy ông không dám chịu trước đảng, sao kỳ vậy? Mà trong khi đó đảng lãnh đạo mà cả một cái dân tộc Việt Nam này, sao kỳ vậy? Người dân người ta không có quyền người ta nói, người ta nói là theo cái tự do ngôn luận của họ. Mấy ông làm sai người ta có quyền người ta phát biểu, mà người ta gọi ngay tên của mấy ông luôn, chứ người ta không nói ai hết đó. Bây giờ ông Nguyễn Mạnh Hào lên ông phát biểu còn chơi chơi đó, Trần Đức Cường luôn đó còn chơi chơi đó. Bây giờ tôi nói cho công bằng thì bây giờ người dân người ta phát biểu sai, nói là ghép cho người ta là cái tội là tự do ngôn luận, muốn phát biểu như thế nào đó phát biểu, có lực an ninh mạng nha. Còn mấy ông được đảng lãnh đạo mà mấy ông làm sai như vậy đó, mấy ông có được là pháp luật trừng trị mấy ông không? Phải làm cho nó công bằng chứ, phải không chị Lan Hồng? Lợi dụng cái quyền đó, cái lợi dụng cái quyền phó giáo sư tiến sĩ của mình muốn phát biểu như thế nào phát biểu để cho đánh lận con đen, như vậy có sai với đảng không? Sai chứ, đảng đâu có cho phép mấy ông nói kiểu đó đâu. Đảng đâu có cho phép mấy ông lấy cái thằng Trương Vĩnh Ký vô mà mấy ông gắn con đường của Việt Nam đâu.
phải không? Như vậy thì mấy ông sai không? Sai thì mấy ông sai thì dùm ơn mấy ông tự động mấy ông sửa. Mấy ông tự động mấy ông nhìn lại bản thân mình. Tôi nói hồi tôi ở quân đội đó, thì chiều họp, chiều bữa nào cũng họp chủ đội á, thì đánh giá về mạnh yếu, về nhận khuyết điểm, đánh giá phê bình, tự phê bình cho cá nhân mình. Quân đội gian luyện mà. Thì các ông bây giờ các ông mà phát biểu như vậy đó, các ông thấy các ông sai không? Mấy ông có làm cái bây giờ hiện nay mà mấy ông còn cái phong cách của phê bình và tự phê bình không? Mấy ông dám phê bình mấy ông tôi chết liền luôn. Phải mấy ông dám phê bình cho cái cá nhân mình đó, thì các ông không có dùng cái ngôn từ của mình để làm nên mấy cái chuyện đó. Phải không? Tôi nói là cái đạo đức mà làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà các ông dám bỏ đi cái cụm từ nguyên quân nguyên quyền là mấy ông là cha của cái dân tộc Việt Nam này, chứ đừng có nói mấy ông giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, mẹ chứ. Bởi vì Chủ tịch Hồ Chí Minh đâu có cho phép mấy ông làm nó vậy đâu. Mà nhân dân người ta đi làm theo cái tư tưởng Hồ Chí Minh. Bác Hồ chỉ dẫn từ cái lời nói đơn giản mà người dân hiểu, dân rất là dễ hiểu. Mà mấy ông là làm cho người ta khó hiểu là gì? Mấy ông muốn đánh lận để quên đi, để rửa mặt cho ngoại bang, để rửa mặt cho Phan Huy Quát là anh của Phan Huy Lê, làm cho sai lệch cái lịch sử nước nhà, phải không à Hải Nguyễn? Có gì nữa? Cho nên ngay cái chỗ những cái mà tranh thủ lên nói chuyện với anh chị em là đấu tranh cùng với tiếng nói chung với tất cả những anh chị em mà chống xét lại lịch sử. Đó, tôi thấy rồi đó, vận dụng cho đã rồi. Cuối cùng đó, ông lãnh đạo nào đó ra ngoài Trường Sa Hoàng Sa làm một cái bia tưởng niệm 74 thằng lính ngụy chết ở ngoài đó, mà trong cái 74 thằng này nó mang theo cả một cái tư tưởng của một cái gốc bự ở trong đây. Cái con gì đó mà cái tư tưởng đó mà được nhân dân người ta phơi phán, người ta dạch ra biết bao lâu mà giờ vẫn còn chơi ngay đó, kéo theo dây mơ rễ má nằm tùm lum cái đó, thì người ta phở lên. Tôi nói tôi mong rằng tất cả những cái nhiệm kỳ này ngay cái chỗ bác Trọng và bác Chính, bác Vũ Đức Đam và những bác mà hiện nay mà đang là làm cái phong trào của Việt Nam mạnh mẽ sánh vai cùng cường quốc Nam Châu hiện nay, cũng nên nhìn lại do phía sau lưng của mình, phía dưới của mình có những cái mà hiện nay nhân dân người ta đang phở gì trong cái vấn đề ngay cái chỗ ban viết sử hiện nay, chép lại lịch sử hiện nay chứ không phải là viết rồi. Bởi vì cái lịch sử này, lịch sử cả một dân tộc này không phải là các ông này làm mà dân tộc làm, cho nên lịch sử viết người, lịch sử nó xảy ra như thế nào mấy ông dùm ơn mấy ông có đầu óc tư tưởng sáng tạo để sắp xếp thôi. Các ông không có quyền các ông chữa của người ta trong đó. Đấy. Thôi thì sáng nay cũng tranh thủ chia sẻ cái bài của anh Nguyễn Hưng, rồi cùng đồng kính đến tất cả các anh chị trên diễn đàn những cái mà chúng ta cả dạng đấu tranh thực hiện cho nó bằng được những gì mà những người ngã xuống để lại cho chúng ta, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đấy. Làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, dân rất là hồ hởi và phấn khởi. Và một cái cách duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo trong cái tình hình thực tế hiện nay và dẫn đến cái dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác là ý chí của Đảng và lòng dân. Thì chúc tất cả